vì cô ấy sexy, tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn. Còn tôi thì, chính vì không được như cô ấy, mỗi lần xuất hiện cùng, tôi vô cùng tự ti. Vì ganh tị vóc dáng của cô bạn thân, tôi quyết định đến nơi mà cô ấy đã đến. Thì không biết là cái động lực nào mà để cho chị chọn dịch vụ Libo cho sao để mình nhận mở bụng chị ha? Cũng 3 con rồi. Cùng nhau đến tái khám sau khi giảm mỡ. Em có tìm được hạnh phúc? Một câu hỏi em chẳng thể trả lời. Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, đại minh tinh. Mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình? Em hóa thân cũng hay rồi, em sống vai cũng hay rồi. Bác sĩ Phùng Mạnh Cường cùng khách hàng đón phát mong dạng mời. Mà sao